Xin chào cả nhà, ba mẹ con chơi một xíu trước khi ngủ. Cái này chơi 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 đại chứ cũng không biết tên gọi là cái gì nữa. Con liền cho trúng vô. Ok con tập trung vô đánh cho trúng vô nha. Tập trung đánh cho trúng vô. Giỏi. Tội nghiệp em quá vậy, nãy giờ chưa trúng cái nào hết vậy? Anh chỉ có một cái. Chỉ có một cái thôi hả? Ok, one more time. Rồi bây giờ cầm lại đi, cầm lại đánh một lần lần lại đi. Ủa sao đánh phù bơm đó vậy? Andy, trời. Andy cầm lại đi chứ. Rồi gom hết lại. Có con chó nữa. Rồi em đi qua bên kia đi, bên này cho anh hai đánh. Anh hai xích ra bên ngoài này đi. Thái xin con xích ra bên này đi. Rồi đứng gần gần á, đánh mới dễ trúng. Em đi dơ luyện cao lên nha. Rồi ôi chúng em kìa. Đứng xa ra chứ sao gần quá vậy? Thái Sinh, làm gì vậy? Andy cầm không hết hả? Gì đâu mà rớt lên rớt xuống vậy? Hồi chiều á mẹ với em chơi á, em nó đánh trúng hết trơn à. That's you. Trời trời, Andy luyện gì kì vậy? Liên gì kì vậy? Sao xích ra chứ sao xe riết đứng gần quá à? Trời ơi. Lia gì mà ít xìu vậy? Mẹ làm đi. Ok, my turn. Ok. Đau tay đó. Rồi bây giờ em đi muốn mẹ hay là muốn anh hai? Romo hả? Bây giờ mẹ với Andy nha. Versus. Hả? Cái gì vậy? Versus me. Giờ mẹ với Andy nha. Thái Sinh, mẹ với con đi ha. Mẹ bây giờ mẹ lia 5 cái con. Let's go. Mẹ lia 5 cái con đi 5 cái thử đúng okay. Trúng bao nhiêu cái ha. Ok. Mình có biết hai. Rồi con lên trên sofa con ngồi đi. Con coi mẹ với anh hai chưa? Con lấy cái. Hai xin. Are you ready? Ok. Con lấy đi ra đi để trúng cái nào. Rồi. Are you ready? Wow. Sao có mấy cái vậy? Hồi nãy con nhiều quá.
Andy, có họ muốn hả? Rồi. Nè. Giỏi. À, mạnh quá rồi. Ăn cái đá nữa. Ồ, mạnh quá. Đúng rồi. Wow. Phai. Phai. Rồi bây giờ tới Andy turn nha. Andy mệt rồi, Andy mệt rồi. Andy, are you Okay, you turn. Con đố này chị. Okay, you turn. Không muốn. Andy chơi banh hả? Con không có chơi kiếm, chơi súng hả? Anh hai đâu? Anh hai không chơi với con, để con chơi với mình. Anh hai đâu rồi? Anh hai làm gì đó? Nó con mua vinh cái camera của mẹ. Okay. Con muốn xuống lấy hả? Đó có ba xuống đó, xuống đi theo. Nó muốn lấy cái gun đó, cái big gun đó. Oh. Andy lấy cái gân lên kìa, anh hai cái gân của anh hai đâu? Hi Sin. Sin ơi, mẹ nhớ mình có hai cây súng mà bắn nó kêu á. Đi xuống lấy đi. Lấy gì? Lấy cái súng á. Mà có kêu á, nó có. À ha. Thầy Sình, em nó đưa súng cho con không chịu chơi, em nó đi lẩn thẩn một mình nó kìa. Next next month hả? Next month là Andy turn 5 rồi. No, next month. Yeah. Valentine's Day. Là Andy con turn 5 rồi. I don't know, yes. Nó no, no, mẹ đi kẹo thôi hả? Coi cho té nó cắm cái đầu xuống đau nha con. Oh oh. Be careful. This is how you really do it. Ok, tụi con mệt rồi phải không? Mệt rồi, chuẩn bị ngủ nha. 10 giờ rồi.